thời đại bây giờ, muốn ngắm gái xinh thì cứ lên mà xem streamer. Bởi vì bây giờ, không hiếm gặp những cô nàng đã xinh xắn, dễ thương lại còn chơi game giỏi, trò chuyện phấn kích thì bảo sao dân tình không đổ đứa được. Những streamer nữ đình đám có thể kể đến Misty, Linh Ngọc Đàm, Uyên Hu hay Osusu. Mới mẻ hơn thì có E1E7 và Mina Yao. Nhưng mà, nhiều người vẫn tỏ ra hoài nghi với nhan sắc thật của những cô nàng này. Chắc lại dùng 7.749 cái đát chứ gì, bên Trung thấy mấy người chơi streamer lỡ tay tắt filter đi là mặt một hết hồn luôn, không biết streamer ở Việt Nam có ảo vậy không nhỉ? Người chơi này chắc ảnh sen file thì vậy thôi chứ nhan sắc thật thì không biết được đâu, đây là những bình luận bình thường trên. Muốn biết gái xinh có sống ảo hay không thì cứ so ảnh sen file với ảnh bị tắt do người khác chụp là biết. Nhiều người gặp idol trên mạng của mình lại còn mê mẩn hơn gì, không ngờ ngoài đời nhiều cô nàng lại dễ thương bất ngờ ấy chứ. Mina Xiao là streamer thế hệ trên của lớp học thầy ba. Cô nàng chỉ thế hệ chân ướt chân ráo bước chân vào nghề nhưng đã thu được nhiều sự ủng hộ vì bề ngoài dễ thương. Bạn thấy ảnh Mina Sen Phai dễ thương hơn hay hình chụp cô nàng tại một event trông lại gần gũi, thân mật hơn? E1E7 cũng là cô nàng streamer hứa hẹn sẽ kế nghiệp các đàn chị trong việc gây bão. Cô nàng này sở hữu chiều cao cũng 1E7 cùng dốc dáng mảnh mai, thon gọn. Misty trong ảnh chụp ảnh và ảnh được tác cũng không có quá nhiều đặc biệt nhỉ. Linh Ngọc Đàm cũng thu được nhiều lời khen vì nhan sắc đi vào lòng người của mình. Trong câu người chơi đầy đủ xinh xắn, dễ thương và khi cần một chút cung ngầu thì cũng có thể trở mặt trong vòng một nốt nhạc. Đôi người chơi Linh Ngọc Đàm và Misty cùng nhau đi dự một event. Lên đồ lộng lẫy thì nhìn sắc sảo đấy cơ mà có lẽ, fan vẫn thích hai cô nàng này sương sương nhẹ nhàng thôi cho thân mật, gần gũi. Uyên Hu lại trông xinh xắn, cá tính hơn và cung ngầu hơn trong ảnh được tác. Có lẽ mấy filter bánh bèo quá không phù hợp với cô nàng khỏe mạnh này. Osusu thì khỏi nói, cân đẹp tất cả các kiểu tự chụp hay được chụp. Ảnh nào thì trong cô nàng cũng xinh y như búp bê ấy.